Nói về chiếc xe Suzuki Vitara, như đợt trước cái video đợt lần trước thì mình đã hướng dẫn anh em cách để mình canh chỉnh cái vị trí cảm biến bướm ga TBS. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân nó gây nên những cái chứng bệnh rất là khó chịu trên cái con xe Vitara. Thì hôm nay mình tiếp tục một cái video hướng dẫn cách để anh em có thể canh chỉnh cái gốc đánh lửa. Thì cái gốc đánh lửa này nó rất là quan trọng trên tất cả những xe đời cũ, đặc biệt là những cái con chỉ còn sử dụng cái bộ chia điện thì phải có sự canh chỉnh ban đầu. Mặc dù cái gốc đánh lửa này nó được điều chỉnh bằng con IC, tuy nhiên là mình phải có sự setup cho cái gốc ban đầu của nó. Thì đây là mình hướng dẫn chung. Và cái con Suzuki Vitara mình lấy thông số của Vitara, còn những con xe khác nó tương tự thì anh em cũng có thể thực hiện tương tự, nó chỉ có khác cái thông số thôi. Thì để mà làm được những cái điều đó thì trước hết mình cũng đã có viết một cái bài hướng dẫn rất là chi tiết ở trên cái blog của mình. Đây, anh em có thể vào cái trang web ha, hậuphanblog.com. Thì đây là một cái blog chuyên về xe hơi. Mình sẽ chia sẻ tất cả những cái tài liệu, những cái kinh nghiệm ở trên này, những cái cách để mình fix những cái bệnh lặt vặt linh tinh của những dòng xe, xe cổ ha. Thì anh em có thể lên đây, ở đây này mà đã có một cái bài viết khá chi tiết ở đây nha. Đây này, hướng dẫn canh chỉnh góc đánh lửa của Vitara. Thì đây, mình sẽ mở ra để anh em xem chi tiết ha. Đây là cái cách mình thực hiện trên chính chiếc xe của mình. Và mình chia sẻ cho anh em cùng cái cảnh ngộ. Cái con xe này thì nó có đặc thù là xe cổ rồi, nhiều khi đi những gara không ai sửa hết. Và mình bắt buộc mình phải tự tự xử lý những cái vấn đề liên quan. Thì trước hết để mà mình đi vào cái canh chỉnh gốc đánh lửa thì mình cũng phải hiểu sơ bộ gốc đánh lửa là gì. Thì ở đây mình có một cái mô hình cái động cơ xi lanh nó đi lên và đi xuống liên tục cái này này. Thì các bạn nhìn vào cái cốt cốt của cái cốt máy là tại cái điểm này này, nó sẽ quay trong quá trình đi lên, động cái xi lanh đi lên đi xuống thì cái cốt máy này nó sẽ quay vòng tròn. Thì cái quay vòng tròn này các bạn nhìn qua đây thì sẽ thấy là nó quay vòng tròn một vòng 360 độ. Thì nó ứng với khi mà cái xi lanh á, cái piston nó đi lên cái điểm cao nhất trong lòng xi lanh á. Thì tại điểm này người ta gọi là điểm từ điểm thượng hoặc là điểm chích trên. Thì tại đây mình quay quay ngược trở về một góc thì người ta gọi là góc đánh lửa hoặc là cái góc đánh lửa sớm. Có nghĩa là tại sao sớm là sớm hơn so với cái vị trí cao nhất của piston. Thì cái góc đánh lửa sớm này nè, đây là ở đâu ra? Thì cái này người ta tính toán rồi, khi mà cái piston xi lanh nó đi lên đến tại thời điểm này và đánh lửa thì nó sẽ phát sinh ra cái công cao nhất ha, sinh ra một cái công cao nhất. Thì cái góc đánh lửa này nó sẽ thay đổi tùy vào dung tích xi lanh, tùy vào tỷ số nén để mà mình điều chỉnh và tùy vào tốc độ động cơ. Thì khi mà mình khai báo cho cái xe ban đầu á, khai báo cái gốc đánh lửa ban đầu thì mình sẽ khai báo tại thời điểm là tại vòng tua là 800 vòng trên phút. Rồi từ đó khi từ đó đổ về sau thì tùy vào cái điều kiện tua máy mà cái IC nó sẽ điều khiển ha, ECU nó sẽ điều khiển là cái gốc đánh lửa này trễ bao nhiêu, sớm bao nhiêu, trễ bao nhiêu ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái vấn đề là gốc đánh lửa khi mà nó sớm hơn so với hoặc là trễ hơn so với cái tiêu chuẩn nhà sản xuất đưa ra. Thì đối với một cái xe á, thì nhà sản xuất họ đã tính toán rồi, nó sẽ được phát huy hiệu suất tốt nhất ở một cái gốc đánh lửa nhất định. Ví dụ mình lấy ví dụ như là cái xe mà nhà sản xuất nó tính toán rồi, gốc đánh lửa chuẩn của nó là 5 độ. Nhưng mà bây giờ vì lý do nào đó mình không chỉnh được ở 5 độ mà mình đang chỉnh ở chỉ còn 3 độ thôi. Thì khi đó người ta gọi là đánh lửa quá trễ. Thì đánh trường hợp đó đánh lửa trễ thì xe nó sẽ không đủ công suất, nó rất là yếu. Tại sao? Tại vì nó không đủ thời gian để nó đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu. Nó đang nhà sản xuất thì tính toán ở thời điểm này, nhưng mà mình đánh trễ quá là phải đến đây này mình mới đánh lửa thì nó không còn đủ thời gian để nó đốt. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là đánh lửa quá sớm. Đánh lửa quá sớm là sao? Khi mà nhà sản xuất họ tính toán ra phải đánh lửa tại thời điểm 5 độ nhưng mà mình lại chỉnh ở 10 độ. 10 độ thì nó quá sớm, sớm hơn thì nó rất là rock.
cái xe mình rất là róc mà rất là nhanh nóng máy, và cả hai trường hợp này thì đều làm ảnh hưởng đến cái hiệu suất hoạt động của cái động cơ ấy. Vì vậy cho nên mình phải có sự căn chỉnh cho nó chuẩn. Thì mình muốn biết chuẩn hay không thì không còn cách nào khác là mình phải tra tài liệu, tại vì mỗi cái xe thì nó có một cái thông số riêng, và cái này thông số này nó sẽ khác nhau ở mỗi hãng và mỗi dòng xe, tùy vào cái hiệu suất và tùy vào cái tỷ số nén của động cơ nữa, cho nên không có cách nào khác mình phải tra. Thì ở đây mình đã có cái tài liệu mình mở sẵn đây cho anh em xem ha. Tất cả những cái tài liệu này này mình đã để ở trên cái trang web của mình ha, cái blog của mình đó, anh em có thể vào đó để tra ha. Tài liệu này mình để đều để chế độ miễn phí, anh em có thể tra để về tải về để tra khi mà cần. Thì ở đây mình mở sẵn nè, đây là cái tài liệu của chiếc xe Suzuki Vitara ha. Người ta nói rõ nè, góc đánh lửa của nó là 5 độ trước tự điểm thường. Cái vị trí cao nhất á, vị trí khi mà cái bít tông lên cao nhất á, thì gọi là tự điểm thường, và 5 độ có nghĩa là trước đây này, 5 độ trước tự điểm thường đó. Thì đây là cái tài liệu của thằng Suzuki Vitara. Tuy nhiên cũng một chiếc xe này thì nó lại có hai thông số khác nhau. Như lúc nãy mình đã nói rồi đó, một một xe mỗi xe nó có một thông số là bình thường rồi đúng không? Nhưng mà một xe bây giờ nó có hai thông số để mình hướng dẫn cho anh em xem. Ở đây mình lại có tiếp một cái tài liệu của chiếc xe Silent Kit. Đây, như các bạn biết á, thì anh em nào mà đi xe Vitara lâu năm thì sẽ biết là đây là một cái dòng xe rất được ưa chuộng trên toàn thế giới, và nó được bán với nhiều cái tên thương mại khác nhau. Cụ thể là Samurai hoặc là Silent Kid hoặc là Gale Tracker. Thì với nhiều phiên bản ha, thì ở đây á, cái chiếc mà Vitara tại Việt Nam á, thì nó sẽ tương đương với chiếc Silent Kid hoặc là Tracker. Đây nè, cái chỗ mình đang đây nè. Đó. Thì ở đây mình xem về cái thông số ha, thông số góc đánh lửa đây. Thì đối với chiếc xe Silent Kid này á, thì họ lại khuyến cáo mình là 8 độ. 8 độ tại vòng tua là 800 vòng trên phút. 8 độ. Có nghĩa là một cùng một dung tích cùng một mẫu xe nhưng mà nó lại có hai thông số. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào mình phân tích là 8 độ thì sao và 5 độ thì sao. Mình quay trở lại với cái lý thuyết lúc nãy. 5 độ là tại đây, và 8 độ là hơi hơi trễ hơn một tí xíu nữa. Thì càng trễ thì cái hiệu suất của nó sẽ càng cao, cái tỷ số nén nó sẽ càng cao. Cái tỷ số nén càng cao thì nó cái thời gian á, cái thời gian mà đốt cháy hỗn hợp này á, nó càng lớn và nó sẽ sinh cơ công nhiều hơn. Và thực tế mình sử dụng rồi, thực tế mình cũng đã sử dụng rồi. Ở 5 độ thì cái xe của mình nó rất là lì, và mình chỉnh lên 8 độ thì cái cảm giác là xe nó vọt hơn. Và đây là mình đưa ra hai thông số để anh em tự lựa chọn ha, tự lựa chọn cho thông số cho cái chiếc xe của mình. Còn đối với bản thân cá nhân mình thì mình đã chọn là 8 độ ha. Rồi bây giờ mình đã giải thích cặn kẽ là cái này là góc đánh lửa là gì và thông số của nó, tại sao nó lại có hai thông số, và mình nên lựa chọn thông số nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng đi vào cái vấn đề là nội dung chính của ngày hôm nay, đó là hướng dẫn thực hiện. Thì trước khi mà mình đi vào cái căn chỉnh á, thì bắt buộc anh em phải có cho mình một là cái những cái dụng cụ cơ bản, một là cái súng canh lửa, anh em phải có cái này thì mình mới canh được. Cái thứ hai là anh em phải có cho mình một cái giắc nối, và thứ ba là những cái dụng cụ tháo cơ bản ha. Rồi đây là cái dụng cụ cần thiết để phải có. Và trước khi mà tiến hành căn chỉnh thì anh em cũng nên kiểm tra một số những cái lưu ý sau. Một là cái cảm biến vị trí bướm ga phải được căn chỉnh đúng thông số. Thì cái này thì mà mình đã làm một cái clip hướng dẫn rồi, anh em có thể xem lại ha. Cái thứ hai là những cái cảm biến trên xe nó phải được hoạt động bình thường. Ví dụ như là cảm biến lưu lượng khí nạp, cảm biến nhiệt độ khí nạp, cảm biến nhiệt độ nước nó phải hoạt động, thì khi đó mình mới căn chỉnh được. Đó. Và cái thứ tư nữa đó là chính là cái dây cao áp và cái buri. Dây cao áp thì mình cũng đã có một cái bài, có một cái clip để hướng dẫn anh em cách đo kiểm nếu mà cái thông số nó
không còn đủ hiệu suất thì anh em nên thay thế. Thì nếu thay thế thì mình như xe của mình thì mình thay thế cái dây có áp này của NJK dùng rất là ổn ha. Rồi cái buri cũng vậy, cái buri thì anh em cũng nên thay thế mới ha, để thì nó cũng không có ổn đâu. Thì cái đối với mình nói nhanh luôn, đối với cái dây có áp này anh em có thể đo ha, tiêu chuẩn của nó là 16 km trên mét, và cái limit, cái giới hạn cuối cùng để mà đảm bảo hiệu suất đánh lửa của nó là 20 km trên mét. Còn cách đo như thế nào thì anh em xem lại các clip trước ha, mình đã có làm trên kênh rồi. Rồi ngoài cái đó thì mình cũng nên thay luôn cái buri ha. Buri thì mình có thể là thay buri tiêu chuẩn của hãng, hoặc là mình có thể thay buri hiệu suất cao hơn một tí. Nếu mà anh em thay hiệu suất cao thì anh em nên thay cái loại này, Autolite, không nên thay hàng bậy nha, tại vì nó khác cái giải nhiệt thì nó sẽ không có tốt cho cái xe, không phát huy được hết cái hiệu suất. Rồi sau khi anh em đã hoàn thành những cái hạng mục ở trên thì mình sẽ bắt đầu đi vào cái bước thực hiện. Đầu tiên là mình sẽ hâm nóng động cơ, mình sẽ nổ máy lên cho đến khi nào nước, nhiệt độ nước và mát nó đạt cái nhiệt độ tối ưu. Thì khi đó thì cái kim nhiệt nó sẽ gần 12 giờ. Thì khi đó thì cái động cơ mình nó đã hoàn toàn ổn định. Và mình nên tắt hết tất cả các phụ tải như là máy lạnh, hệ thống chiếu sáng, hệ thống âm thanh. Và khi này thì cái vòng tua máy nó sẽ ổn định ở khoảng tầm 750 đến 850 vòng trên phút. Ha. Thì đó, thì tối ưu nó sẽ là 800 vòng trên phút thì mình mới canh chỉnh được nha. Rồi. Cái bước thứ hai là mình phải đưa cái động cơ trở về trạng thái khai báo gốc đánh lửa. Thì ở đây anh em sẽ lưu ý cho mình cái vị trí ở vị trí đầu đèn ở bên tay trái, đứng phía trước nhìn vào bên tay trái thì nó có một cái chắc như thế này. Đây là cái vị trí đây nè. Anh em hãy nhìn vào cái vị trí này cho mình nha. Đây nè. Đứng phía trước nhìn vào thì vị trí nằm ngay đây nè. Đây nó có một cái rắc. Thì cái rắc hình dạng nó như đây. Đây. Hình dạng nó như thế này. Thì cái này người ta gọi là data connect ha, data connect link. Thì cái này là một cái cổng để mà mình giao tiếp ha. Thì anh em để ý cho mình nha, nó có ở đây là nó có cái đầu bọc cao su này, cái chữ up này. Thì hình dạng của nó là đây nha anh em. Nó có một cái dấu đầu nhô lên. Đầu nhô lên thì mình xoay hướng lên trên thì đầu này nó có 6 cái chân. Chân 1, chân 2, chân 3, chân 4, chân 5, chân 6. Thì 6 cái chân này nó sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau thì mình sẽ hướng dẫn cách để mà check. Nói chung cái này là cái đầu để mà check check mã code á, check mã lỗi á. Thì trường hợp anh em không có những cái máy chuyên dụng để mà kết nối được vào cái cổng OBD2 của con xe này á, thì anh em có thể check bằng cái đầu này ha. Thì cái check code này mình sẽ hướng dẫn ở một cái video khác nha. Ở đây mình hướng dẫn cách để mà mình khai báo cái gốc đánh lửa ban đầu thôi. Thì khi đó anh em sẽ dùng cho mình cái zoom á, là cái rắc này nè. Đây. Anh em dùng cái rắc này để nối vào cái chân số 4 và chân số 5. Thì ngay sau khi anh em nối vào thì cái tua máy của mình sẽ nó sẽ hơi chìm xuống một chút xíu. Thì lúc đó là cái động cơ của mình nó đã đưa vào cái trạng thái là kết nối để mà mình sẵn sàng báo cái khai báo cái gốc đánh lửa ban đầu. Rồi. Thì sau khi nối zoom xong thì mình sẽ dùng cái súng đánh lửa này, súng súng canh lửa này để mình kết nối vào ha. Thì kết nối rất đơn giản thôi. Cái đầu này đỏ mình sẽ nối vào cực âm cực dương của ắc quy. Cái đầu kẹp đen này mình nối vào cực âm của ắc quy. Và cái kẹp này, kẹp tín hiệu này mình sẽ kẹp vào cái dây cao áp của máy số 1. Dây cao áp máy số 1 có nghĩa là dây này nè. Dây đầu tiên này. Anh em đứng ở trước nhìn vào và cái dây đầu tiên là dây này, anh em sẽ kẹp vào đây nhé. Đó. Rồi, sau đó thì anh em sẽ bắn cái súng này vào trong cái buli. Vào dưới này này, buli nằm dưới đây này. Trên cái vách buli á thì nó sẽ có đây này. Vào cái buli thì trên vách buli nó sẽ có một cái bảng như thế này này và họ vạch. Đây là 0 độ. Đây là 0 độ này.
đây là 10 độ này, đây là 20 độ này, đó. Thì trên này nó có mỗi vạch nó là tầm có 1 hay 2 độ gì đó, anh em nhìn trên này nha. Và mình canh chỉnh. Mình canh chỉnh bằng cái nào? Khi đó mình sẽ xoay. Nếu mà nó chuẩn rồi thì thôi, còn nếu nó chưa chuẩn thì mình sẽ xoay cái denko nhé. Xoay cái chân denko để mà mình đưa nó về giá trị tiêu chuẩn. Khi mà mình xoay denko thì cái vạch trên này nó sẽ thay đổi, nó sẽ thay đổi. Và mình xét về 5 độ hoặc là 8 độ tùy anh em nha. Đó. Thì đây là cái cách để mà mình canh chỉnh cái góc đánh lửa. Sau khi mà anh em xét được cái góc đánh lửa về tiêu chuẩn rồi thì mình sẽ khóa cái denko lại, xiết xiết denko lại và mình sơn dấu nha, nên sơn dấu. Rồi, sau khi mà chuẩn rồi thì anh em có thể là đem xe ra để mình test thử. Để mà mình có thể lựa chọn giữa hai cái thông số là 5 độ hoặc là 8 độ. Anh em nên trải nghiệm đi, nên nên chỉnh là 5 độ rồi chạy thử, sau đó rồi mình sẽ chỉnh lên 8 độ để mình chạy thử, mình trải nghiệm. Không có ai, không có cái gì, không có cái lý thuyết nào tốt hơn cái thực tế trải nghiệm hết. Anh em cứ trải nghiệm đi ha. Rồi. Thì video mình đến đây là mình kết thúc rồi, mình chỉ hướng dẫn sơ bộ để anh em có thể làm. Thì trong quá trình anh em thực hiện thì có vấn đề gì thì cứ để lại cái thông tin trên cái blog của mình sẽ giải đáp, mình sẽ hỗ trợ anh em trong khả năng có thể nha. Rồi. Chào anh em nha.